Thưa quý vị, sáng nay ngày 8 tháng 11, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 bắt đầu đợt 2, được họp tập trung tại nhà Quốc hội. Quốc hội thảo luận toàn thể hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đánh giá cao các kết quả đạt được, các đại biểu đồng thời chỉ ra một số hạn chế cũng như đề xuất nhiều giải pháp kiến nghị tiến tới kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Một số đại biểu nhận định, sự chuyển hướng quyết đoán và kịp thời của chính phủ đã giúp bước đầu kiểm soát dịch bệnh và từng bước mở cửa phục hồi nền kinh tế. Sự vào cuộc của các hệ thống chính trị giữ vai trò quyết định nhưng công đầu trước hết vẫn là của các tầng lớp nhân dân. Nhiều đại biểu bày tỏ với những giải pháp phục hồi kinh tế, xã hội nêu trong báo cáo chính phủ, đồng thời kiến nghị một số giải pháp để quốc hội, chính phủ cân nhắc trước khi ban hành quyết sách quan trọng. Cùng với nội dung về kinh tế, nhiều vấn đề về lao động, việc làm cũng được các đại biểu nêu ý kiến và kiến nghị các giải pháp với quốc hội và chính phủ trong buổi sáng nay. Hầu hết các đại biểu đều kiến nghị giải pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong gần 2 năm qua, Buổi chiều Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước và công tác phòng chống dịch Covid-19.